đời. Cho nên gia đình Hàn Mặc Tử mới sợ hàng xóm biết được, chính quyền địa sư phương biết được, sợ bị xa lánh hắt hủi, cho nên tự chữa chạy bằng các loại thuốc của các vị thầy lang băm khác nhau, uống rất nhiều nọc rắn rồi nọc bọ cạp linh tinh các thuốc như vậy. Cho nên là lục phủ ngũ tạng bị phá hủy và Hàn Mặc Tử ông ra đi vì chứng kiết lệ và bị kiệt sức, chứ không phải là bệnh phong. Bệnh phong không giết người nhanh như vậy. Nhưng cái tài thơ của Hàn Mặc Tử không phải ở những bài chúng ta đã học qua, mà cái tài thơ của Hàn Mặc Tử có thể thể hiện ở hai bài chúng ta chưa biết qua, đó là bài Đi Thuyền và bài Cửa Sổ Đêm Khuya. Hai bài thơ này làm theo thể thơ thuần nghịch đọc, tức là một bài thơ có hơn 12 cách đọc khác nhau nhưng vẫn rất hay và có nghĩa. Chỉ có những người ở đỉnh cao nghệ thuật thơ như Hàn Mặc Tử mới viết nên những tuyệt phẩm như thế này. Ở Việt Nam mình rất ít người có thể viết những bài thơ như thế này. Mà để thưởng thức được trọn vẹn hai bài thơ này, chúng ta phải nhìn thấy từng chữ, đọc xuôi, đọc ngược, đọc dưới lên trên, đọc trên xuống dưới thì mới cảm nhận được. Lát nữa chúng ta sẽ di chuyển xuống cái gian hàng của nhà thơ Vũ Kha, người đang giữ lửa cho thơ Hàn Mặc Tử ngay trên ngọn đồi thiên nhân này, để cảm nhận rõ ràng và sâu sắc hơn hai bài thơ này. À, em chỉ lấy ví dụ một câu mở đầu trong bài Đi Thuyền để thấy cái tài của Hàn Mặc Tử. Ông viết câu mở đầu như thế này: mênh mông sóng nước dợn trôi bèo. Câu này chúng ta có thể đọc là mông mênh nước sóng dợn bèo trôi, cũng có thể đọc là bèo trôi nước dợn sóng mênh mông. Thế nào cũng ăn vần với nhau, vẫn rất hay và có nghĩa. Đó chính là cái tài thơ của Hàn Mặc Tử như vậy, mà lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn khi tiếp cận từng chữ của bài thơ này. Và bây giờ chúng ta cùng lắng nghe một bài của Hàn Mặc Tử nữa, để thấy cái tài của ông vẽ nên một khung cảnh hết sức thi vị, như một bức tranh thủy mặc, có cả màu sắc, có cả hình ảnh, có cả âm thanh nữa, ở trong bài Mùa Xuân Chín. Trong làn nắng ửng khói mơ tan, đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng, sột soạt gió treo tà áo biếc, trên vàn thiên lý bóng xuân sang. Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời, bao cô thôn nữ hát trên đồi, ngày mai trong đám xuân xanh ấy, có kẻ theo dòng bỏ cuộc chơi. Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi, hỗn hển như lời của nước mây, thì thầm với ai ngồi dưới trúc, nghe ra ý vị và thơ ngây. Khách xa gặp lúc mùa xuân chín, cảnh trí bâng khuâng chợt nhớ làng, chị ấy năm nay còn gắn thóc, dọc bờ sông trắng nắng chang chang. Đó là bài thơ Mùa Xuân Chín của Hàn Mặc Tử. Bởi vì gia đình Hàn Mặc Tử là gia đình theo Công giáo, cho nên là phía bên trên có Đức Mẹ Maria đang giang tay che chở cho người. Và phần mộ này được làm từ một vần tranh khuyết, hình ảnh mà Hàn Mặc Tử yêu thương nhất, vẫn là hận nhất. Bên kia hai bên là hai hàng câu lấy từ bài thơ chúng ta vừa nghe: nhìn nắng hàng câu nắng mới lên. Và bây giờ câu chốt lại, Hàn Mặc Tử ông viết rằng: ai đó làm tin chớ nói nhiều, để nghe dưới đáy sóng vỗ reo, để nghe tơ liễu rung trong gió, và hãy xem trời giải nghĩa. Bây giờ chúng ta không nói nhiều nữa, và chúng ta hãy cảm nhận chụp ảnh lưu niệm và xem trời giải nghĩa yêu viên cho chúng ta như thế nào. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Quy Nhơn Tourist, thương hiệu độc quyền, đơn vị mang đậm bản sắc địa phương.